Cảm ơn bạn đã coi video của mình. Viên viên này mình sẽ phỏng vấn một người rất 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 là đặc biệt, đó chính là Karma. Xin chào các bạn. Hello Hiếu. Woo! Trời, Hiếu muốn làm cái video này cái chân như 4 5 tháng gì trước hả? Nhưng mà không có thời gian, xong bây giờ Karma ở Việt Nam rồi, xong bây giờ cũng mới có thời gian hơn. Tại 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 Karma ở ở bên Đức mà không? Dạ, Karma sống ở bên, vẫn sống ở bên Đức. Vẫn ở trong Đức. Thì giống như về Việt Nam chỉ làm cái show đó thôi. Dạ, về Việt Nam làm show với có mấy công việc khác nữa. Ok, chỉ có thể như Karma nói một số thông tin về Karma. À, để mấy người mà coi video nếu không biết Karma là ai không, là làm gì trên mạng xã hội gì đó. Karma là vlogger, sống ở bên Đức nhưng mà 100% người Việt Nam. Có thể nếu mà chưa biết thì follow Karma, Britannia Karma ở trên Facebook, YouTube hay là Instagram. Karma chỉ có, nói chung là Karma không phải là người mẫu. Karma không phải là ca sĩ nhưng mà Karma chuyên gia làm vlog là vì câu chuyện thật sự, mà bởi vì nhiều người Việt Nam hay nghĩ Karma không phải là người Việt Nam đó, rồi sau đó có thể bị nói bị chửi hay là bị hiểu lầm với nhau ấy, rất là buồn cười. Karma làm video để trên mạng bao lâu rồi? Karma làm video trên mạng là cũng phải hơn 10 năm rồi nhưng mà là tiếng Đức. Sau đó cũng làm tiếng Anh. Và bây giờ làm 4 năm tiếng Việt. Khoảng 3 4 năm. Giống như cái đầu tiên mà nó nhiều người biết á. Cũng khó nói tại vì lúc Nhiều lắm đầu thì ở bên Đức thì cũng khá nhiều follower. Rồi Instagram thì Karma hồi xưa hay nói tiếng Anh thì cũng làm, thời đó cũng làm kiểu gần 8.000 follower rồi, mà đấy là kiểu coi như là chơi thôi đấy. Nhưng mà bây giờ thì Việt Nam là hot nhất. Giống như là bốn giống như là từ khi Karma làm tiếng Việt là lúc đó có nhiều người coi hơn, nhiều người follow hơn. Rồi chân mày Karma có làm video tiếng Việt 4 năm rồi không? Chị có nhớ cái video đầu tiên mà nhiều người biết đến không? Ôi giời, có chứ. Đấy là cái lúc mà Karma làm clip không phải là cho mọi người, mà làm clip cho, thật ra là chỉ có cho một bạn thân người mình biết nói tiếng Việt. À, hai bạn, xin lỗi, hai bạn nhưng mà không nói tiếng Việt rành lắm đấy, với tag mẹ ở trên Facebook. Nói chung là chỉ có ba người làm buổi tối, rồi sau đó Karma đứng dậy, rồi sau đó next day là 1 triệu view. Sau đó Karma bị shock luôn. Thì lúc đó Karma bảo ok bây giờ phải làm clip tiếng Việt, chịu khó nói tiếng Việt nhiều không. Karma nói chuyện vì Karma đi, ví dụ đi chợ Bến Thành người ta nói xấu, bảo là wow cái con voi nhưng mà nó xinh thế. Không mà thích nhất ăn món Việt Nam là món gì? Khó khó hay là khó, tại vì Karma thích Một thôi, một thôi, một thôi, cái này chỉ một thôi, một duy nhất. Cái như ăn món đó cả đời, không ăn món khác nữa hết. chị. Ok. Một món ăn đó với một lợn nước. Thịt bụng luộc với mắm tôm và nước mía. Thì bò luộc mắm tôm hả? Là mắm tôm bên cạnh thôi, với thịt luộc rất nhiều. Cái gì thịt luộc, ủa nhưng mà cái thịt luộc thịt thịt bò luộc không ở không với thì nước heo. thịt heo luộc mắm tôm, ủa không có bún gì hả? Khỏi. Đúng Đủ dạng có rau là đủ rồi. Việt Nam mà đẻ bên Đức và sống bên Đức mà xong rồi biết nói tiện tiếng Đức là gì tiếng Anh luôn. Ủa ủa bên bển không có học tiếng Anh hả? Học tiếng Anh nhưng mà Karma rất thích nghe nhạc tiếng Anh. Rồi sau đó cũng học thêm vào để làm công việc, để làm phiên dịch đó. Thì bởi vậy Karma rất thích nói chuyện tiếng Anh luôn. Nhưng mà học 5 năm tiếng Pháp không biết nói một câu luôn. No. Bonjour, comment allez-vous? Mais
mẹ cũng không mắng đâu, mẹ cũng bảo là miễn là đừng chết đói là được rồi, kệ. Không mà ở ở bên Đức cũng chắc cũng rất ít người Việt hả? Hay cái thành phố không mà ở cũng rất ít người Việt hả? Ở bên Đức cũng không, cũng có người Việt Nam nhưng mà Khama ít bạn người Việt lắm. Có chỉ có hai người bạn đấy, mà nói tiếng Việt thì một bạn thì bây giờ nói tiếng Việt giỏi nhưng mà một bạn kia thì cũng không rành lắm. Thì thật ra là toàn bạn Tây thôi. Ủa nhưng mà tại lý do gì mà không mà nói tiếng Việt gần như vậy? Tại có thể như mấy người mà đẻ ở đây hay là mấy người nhỏ mà sống ở nước ngoài á, tại Hiếu cũng có mấy đứa em họ đẻ nước ngoài rồi xong rồi gia đình nói tiếng Việt không mà nó không nói tiếng Việt được. Không mà rất thích nói chuyện tiếng Việt nhưng mà thật ra là Khama đến bây giờ không biết viết đâu, chỉ có biết nói chuyện thôi. Khama từ bé hay thích bắt chước, rồi sau đó hay hỏi thôi. Ủa cái này là cái gì, cái này là cái gì, rồi Khama lại bắt chước. Hay là hồi xưa mẹ cũng hay nghe nhạc cải lương hay là bố mẹ hay nói chuyện thì Khama không bao giờ nói gì cả. Thì chỉ có một cái ngày Khama bắt chước thôi nhưng mà không biết nói là cái gì. Sau đó mẹ bảo con có biết con nói cái gì không? Thì Khama bảo không biết, thì mẹ phải dịch ra. Còn nói cái gì con cũng không thể bắt chước được. Tại giống như có những người họ đẻ ở đây rồi xong họ không muốn nói tiếng Việt luôn. Tại như họ có thể họ nói không gành á, rồi xong họ nói tiếng Anh không hay là nói tiếng cái nước mà họ sống thôi. Còn nhiều câu khác mà cũng đến bây giờ chưa biết là sao ra hay nói tiếng Đức hay là tiếng Anh. Nhưng mà cứ phải cố gắng nói nhiều và phải chém vào người ra, nói chuyện nhiều và để mới biết đấy. Chứ bây giờ mà mình cứ nhờ người khác thì không bao giờ nói được đâu. Không mà có như có tài năng hay là có talent gì mà đặc biệt mà mấy người khác thể không biết không? Talent mà không biết thì cũng không. Thì Khama chỉ có biết cái talent của Khama làm cho bạn tự tin. Đấy là cái talent của Khama. Với Khama biết hát nhưng mà không hát hay. Đấy cũng là một cái talent. Vẫn tự tin, thích hát. Nhưng mà thật ra không có talent gì. Chị nói về cái tự tin đi, motivational. Mà tại sao mà không mà tự tin như vậy, hay là tại sao muốn chia sẻ những cái tự tin đó cho nhiều người khác hơn? Tại vì Khama bây giờ cũng béo rồi đấy, nhưng mà Khama có một cái thời còn béo hơn nữa. Béo hơn nữa rồi sau đó cũng thiếu tự tin rất nhiều. Tại vì Khama bị hồi xưa đeo cái hàm răng ấy, đeo braces 8 năm. 8 năm luôn hả? Người ta gọi Khama là monster. Tại vì Khama cứ bị móm đến đây luôn nhá. Sau đó ở đây bị thừa 8 răng. Ở đây cũng hai cái răng thừa luôn, như là monster thật. Mà lúc mà Khama nói chuyện ấy chỉ có mẹ hiểu được, tại vì Khama cứ nói chuyện rồi sau đó ai cũng bảo cái con này nó ngu, nó không biết nói rồi mà cứ xấu nữa. Thì cái thời đó còn gia đình của Khama bảo trời tội nghiệp nó, kiểu may nó còn kiểu yêu đời vui vẻ nhưng mà đẹp thì không đẹp. Mà thời đó còn Khama như con trai, cứ thích chơi soccer, chơi bóng đá, rồi thích chơi bóng rổ, thích chạy, thích trèo lên cây, nhưng mà không phải như con gái đấy. Thì lúc đó cũng thì nhiều người cũng bảo Khama kiểu không phải là đẹp lắm, mà Khama cứ nghe đi nghe lại thì cảm thấy là lớn lên Khama cũng nghĩ là Khama không đẹp. Nhưng mà sau khi đó có một cái thời gian Khama 8 năm sau Khama sửa cái răng, đúng không, có được tự tin hơn, ai cũng khen răng đẹp thế. Khama cũng bị shock không quen ấy, tại vì cả đời 8 năm người ta cứ bảo là cái con monster. Rồi sau đó Khama cũng lớn lên thì cũng biết làm phấn son, hay thích làm phấn son từ bé rồi. Sau đó cũng người ta cũng biết khen Khama đẹp, rồi sau đó Khama cứ nghĩ là từ bé nhưng mà Khama cũng tự tin rồi đấy. Nhưng mà lớn lên thì Khama vẫn hiểu là thật ra đấy, làm phấn son Khama rất thích làm, hay là hàm răng như này thì Khama cũng may mắn. Nhưng mà mình không cần phải đẹp để mình hay, mình giỏi. Thì bởi vậy Khama lúc nào cũng rất tự tin. Với cái từ lúc đó Khama cũng muốn dạy cho, giúp đỡ các bạn ấy. Mà sau đó Khama phát hiện cái đấy là cũng tốt. Bây giờ cái hại của hồi xưa của mình thì là bây giờ cũng cuối cùng là cái gì rất là tốt cho Khama. Tại không, tại giống như có thể như giống như là con gái nữa, rồi xong rồi trong cái thời gian giống như là hồi trẻ nữa, hồi học cấp 2, cấp 3 nữa, xong rồi dễ tự ái hơn hay là really sensitive hơn không? Chắc là nhạy cảm không? Không, Khama từ bé đã tự tin rồi đấy. Thì người ta nếu mà nói xấu ấy thì Khama cũng bảo là thì ta xấu thì là cuộc sống là vậy thôi, ta không quan tâm. Tại vì từ bé Khama cũng may mắn cái đấy rồi. Tại vì bình thường nếu mà người ta cứ làm mình xuống như thế thì thật ra người ta cũng cái tâm lý cũng bị hại đấy. Nhưng mà như thế thì Khama cũng may mắn. Với bố cũng hay bảo là nếu mà người ta con đã xấu thì cứ xấu tự nhiên, không sao cả. Bây giờ thì Khama thấy quá buồn cười.
Rồi xong rồi lúc đó, vậy chắc lúc đó gia đình ba mẹ của Thomas cũng động viên không à hay sao? Tại vì tôi nghĩ như phải có những cái người nào như động viên hay là động thúc đẩy Thomas, ok, don't worry about it, tự tin hơn hay ai nói cũng không sao. No, no and no. Bố mẹ của Thomas rất là thật thà, mà còn coi như là bây giờ nói hơi khó, nó còn ác hơn người bố mẹ khác. Bố mẹ của Kha mà còn nói trời ơi cái con này vừa thối vừa bựa vừa xấu mà không như đàn ông, con này không như con gái. Cái lúc đó Kha mà mới buồn, tại vì bố mẹ nói như thế còn đau, người khác thì không quan tâm. Thì cái lúc mà người khác nói ấy, thì Kha mà không surprise, không giật mình, tại vì lúc đó mẹ đã bảo là trời ơi con đã xấu như thế rồi mà còn biết đòi hỏi, con thích bạn trai kiểu vậy, nhiều thứ. Nhưng mà Kha mà đến bây giờ bố mẹ vẫn bảo là trời ơi, tại sao con mình tự tin ở đâu ra nhỉ? Ở đâu ra? Không biết đấy. Không phải là do bố mẹ nó cũng trời tốt với Kha mà đấy. Ông wow. Chúa tốt với chứ bố mẹ của Kha mà thì cứ làm kiểu con cái Kha mà nghĩ là cái lúc bố mẹ làm như vậy làm Kha mà càng mạnh càng tự tin hơn. Nhưng mà không phải là vì khen hay là vì we got your back, no. Tại bị chơi quá rồi xong lấy cái đó làm cái động lực, lấy cái đó làm motivation để đứng lên. Đến bây giờ cũng vậy, nếu mà nhiều người khen Kama quá, Kama cũng không thích. Nhưng mà nếu mà người ta thật lòng ghét Kama, Kama càng thích. Nếu mà giống kiểu tham gia The Bachelor Việt Nam, anh chàng độc thân ấy, thì người ta bảo là cái con này không bao giờ sẽ không bao giờ được vào một vòng. Bitch, top 9. Top 9, muốn gì nữa? Người ta nói càng làm không được thì Kama càng sẽ làm. Không có cái gì dừng Kama được. Nothing can stop me. Không sợ gì cả. Giống như Kama có cái tự tin từ nhỏ đến giờ không? Bởi vì xong rồi có thể người ta nói no, nhưng mà hey, để Kama thử coi. Nếu không được thì ok, nhưng mà không mà không bao giờ ảnh hưởng cái sự người ta nói như thế nào. Dạ đúng, nếu mà mình đã không thử thì không bao giờ sẽ biết được. Mà thật sự đấy, nếu mà mình không thử đấy thì mình chỉ có thua được thôi. Mà Kama không sẽ sợ thua. Nếu mà thua thì cũng là một phần lớn để mình học lên trên cuộc sống ấy. Bởi vậy không sợ thua cả. Nếu thua thì càng tốt cho Kama, vài bữa học cho lần sau. Ok, không sẽ thi được Hoa hậu Miss Việt Nam, lần sau thi cái gì khác. Có gì chắc không mà nhận được rất là nhiều lời tin nhắn hay là lá thư, không phải thầy đó không bây giờ lá thư, nhưng nhiều tin nhắn từ trên Facebook cái này nọ, ồ em bị cái này cái này nọ, rồi xong rồi em phải làm như thế nào không? Đúng, quá nhiều luôn, Kama không nhận được. Bởi vì Kama bây giờ bắt đầu làm up live stream ngày nào buổi sáng hay là buổi tối. Nếu mà cả buổi sáng cả buổi tối thì tuyệt vời, nhưng mà Kama mỗi ngày đến live một tiếng, một ngày một tiếng để tâm sự, trả lời các câu hỏi trực tiếp luôn. Tại vì Kama không trả lời hết email hay là message kiểu vậy nữa, không thể trả lời nổi. Muốn giúp đỡ nhưng mà không thể giúp được hết. Thì Kama bây giờ cũng offer là nếu mà nhiều quá. Kama thì yêu thương tất cả mọi người, với nếu mà Kama thì làm được thì sẽ làm kiểu thuê một cái phòng để nói chuyện với mọi người, nhưng mà hiện giờ không có thời gian. Kama có nghe nhạc Việt hay xem phim Việt không? Không, Kama không có. Chỉ có biết hồi xưa nhạc cải lương của mẹ hay là nhạc Sến với Đàm Vĩnh Hưng. Bây giờ có nghe Sơn Tùng với Tóc Tiên, thấy rất là xinh. Nhưng mà Kama chưa nghe, tại vì Kama toàn nghe nhạc của Tây. Nhưng mà Kama bây giờ cũng phải chuẩn bị nghe. nhiều bài hát Kama thích nhưng mà không biết tên luôn ấy. Kama nói Kama thích nghe nhạc tiếng Anh, Kama thích ca sĩ nào, hay là thích bài hát nào? Kama thích Nicki Minaj, Kama thích Cardi B, and Kama thích Drake. Drake, hey, B6, Toronto. Kiki, Kama, do you love me? Yeah, Kama, the tick Drake. Yêu luôn. Oh, Drake, tất mấy người con gái ai cũng biết hết. Rồi xong rồi gì, Kama có thích coi phim không? Rồi có bộ phim nào mà Kama thích không? Thật ra là Kama đến bây giờ không có TV ở trong nhà đấy. Kama chỉ có coi bây giờ, tại vì Kama mới mua tivi thì lúc đó chỉ biết coi show của Kama. Nhưng mà thật ra Kama không ít khi xem phim, nếu mà có Kama, cái vấn đề Kama khó xem phim, Kama nhát, không muốn xem phim mã.
xem phim action thì Kama hay bị giật mình. Kama chỉ có thích xem cái phim nào mà đến cuối cùng thì là có happy end, là Disney, phim Disney Kama sẽ xem, hay là romantic comedy, hay là comedy. Thế thôi. Dạ Kama sợ buồn. Quá trời bất ngờ. Tại vì như Kama tự tin cái này cái nọ mà không có phim ma, không có phim action, tại vì sợ. Không, Kama thì ít khi khóc, nhưng mà có xem Titanic thì lúc nào cũng khóc, thì bởi vậy thôi, bây giờ dừng, không gieo nữa. Gì bây giờ chỉ coi cái nào như là Disney movie hay là phim nào romantic có happy ending mới coi hả? Mà romantic nhưng mà phải bạn đấy phải coi trước là ở đến cuối là có happy end không. Nếu mà cuối cùng là buồn ấy, tham mà không xem. Gì chắc không mà đâu coi phim Hàn Quốc. Không, tham mà không xem, tại vì em gái kiểu này. Hôm nay xem hay lắm. Đại, không bao giờ không, I can't. Đừng. Oh, về phim thì mới có nhiều phim các bạn hay. Giống như chuyến tàu đi Busan á, cái đó quá thì không dám xem, không muốn khóc. Tương lai Comer muốn như thế nào? Thì đến bây giờ Comer tương lai như vậy là Comer bây giờ cũng kiếm được một chút tiền. Thì cái tiền đó Kama dùng để làm một cái charity từ thiện, để đưa cho trẻ con mình nghèo mà không có tiền đấy, để đi học. Đấy là quan trọng nhất cho Kama, mình làm cái gì tốt. Với Kama cũng muốn làm cái cách như nào để làm cho nhiều bạn tự tin hơn nữa. Còn nhiều ở thế giới không biết Kama là ai đâu. Thì Kama muốn, ví dụ là nếu mà có phim hay là có chương trình gì khác thì Kama cũng muốn làm. Nhưng mà không muốn đóng một cái... chưa muốn đóng một cái phim với người ác, tại vì Kama cũng hơi sợ. Nhưng mà để xem coi cuộc sống như nào. Nhưng mà thế thôi. Vậy nếu mà Kama 30 tuổi thì Kama muốn đẻ ra 5 đứa con với cưới. 5 đứa con hả? 5 con trai, không thích con gái đâu. Con gái khổ lắm. Nếu mà con gái mà không tự tin như Kama đấy, mà tự tin giống, ví dụ giống bố. Mà chưa biết bố là ai, nhưng mà ví dụ mà đâu có ai tự tin như Kama. Nếu mà đẻ con gái mà nó mà xui mà tự tin như bố thì chết. Cuộc sống ở đây khổ lắm, tốt nhất là đẻ 5 con trai cho chắc ăn. Nếu mà 5 con trai mà không nghe là mình cũng như không. Không sao. 5 con trai, Kama sẽ dạy làm ga lăng. Dạy ga lăng rồi phải như đối xử con gái như thế nào, tại vì chúng mình không mà biết. Yeah, nhưng mà thật sự Kama chỉ có thích đẻ đứa con, nhiều đứa con thì Kama rất thích children. Kama rất thích em bé. Nhìn em bé mà khóc ở ngoài đường Kama không thấy ngại, Kama rất thích, muốn ôm luôn ấy. Kama có tên sẵn cho anh hả? Dạ, Kama không có tên, Kama sẽ đưa mẹ, cho mẹ đặt tên luôn, Kama hứa rồi. Nhưng mà tên đặt tên Việt hay là tên nước ngoài? Nếu mà cưới người nước ngoài, là bây giờ ví dụ bạn trai của Kama là người nước ngoài thì sẽ lấy tên của bạn trai, chứ với tên Việt Nam là bắt buộc. Với Kama vẫn thích tên thứ ba là giống Kama, là tên Lisa, là lúc mà đi ra ngoài đi học hay là cái gì, chứ cái tên cho nó dễ. Giống như cái tên ở nhà là xong tên ở ngoài. Ba tên. Kama về Việt Nam bao lâu rồi? Kama bây giờ mới đây về 2 tháng rồi. Rồi sau đó Kama quay lại về sau khi cái chương trình, Kama cũng ra đây làm việc. Kama ở đây 2 tháng để xem nhà. Nhưng mà sau khi đó Kama thấy hơi buồn, Kama không muốn ở Việt Nam hẳn nữa, tại vì Kama thấy lonely, thấy không có bạn thân nhất của Kama cũng ở Đức luôn. Vẫn nhớ bạn trai cũ, rồi nhớ gia đình quá. Rồi sau đó Kama bảo thôi, nếu mà có việc ở đây thì cứ đi bay lại còn hơn. Sau đó Kama quay lại chứ. Dạ. Kama về sống ở bên Đức hiện giờ thì vẫn thích hơn một chút. Tôi giống như mình đẻ nữa rồi thời tiết nó tốt hơn. Tại vì Việt Nam tại nóng quá không? Nóng quá không chịu nổi, mà ở nhà suốt ngày có máy lạnh thì đâu có phải là cuộc sống đâu. Đúng không? Mà hôm trước thì Kama đi phỏng vấn ấy, phỏng vấn nó định làm như nào cho nó romantic hay là không biết, rồi sau đó nó làm cái decoration đẹp lắm. Nó làm đẹp cực kỳ đấy. Nhưng mà cái vấn đề là đúng bên cạnh Kama nó làm cái nến ấy. 5 cái nến, rồi sau đó nóng ơi là nóng, đúng cái người béo mà không chịu nóng nổi ấy. Sau đó nó còn thì mình cũng bảo là my god, mình không cần romantic, cũng không cần đẹp, còn sao gì mà ác thế. Đúng không? Lúc đó Kama cũng biết anh không sống ở Việt Nam được nữa.
không, cái đó làm cái show nó phải làm như romantic để người ta mới coi được. chú Hoàng put it away. Dạ, nhưng mà cái lúc đó phỏng vấn người khó chịu, mình nóng mà toát hết cả mồ hôi như này thì sao người ta vẫn kiểu như là không có gì ấy. Thôi đừng, người ta không, thôi sống ở bên Đức thì ok. Nếu mà Karma có thể làm ăn tốt hơn hay là kiểu có là có công việc xịn ở đây thì Karma có thể suy nghĩ, nhưng mà bây giờ thì coi như là vừa đi chơi vừa đi làm. Ở đây 6 tháng ở sông bài, bên kia 6 tháng gì đó. Cái đấy thì ok, chứ sống hẳn cả đời ở đây thì Karma thấy không tốt cho Karma. Karma cần bản thân, Karma cần gia đình. Yeah. Gia đình của Karma không lớn lắm đâu, rồi bởi vậy Karma phải cần hai em ruột cũng phải gặp nhau, không thể bỏ hẳn được. Như family mà, wow, cái đó cái hiếm á. Tại vì người có thể như con, ông biết bên Đức nha, mà ở Mỹ như mà 18 tuổi đa số mấy người ở đây á, 18 tuổi xong đi từ bang khác hay đi city khác sống và không bao giờ gặp ba mẹ hay là gia đình. Đúng nữa. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà hai em với Karma ở bên Đức chỉ có bố mẹ với hai em rồi thôi, thì không có uncle, không có cô chú gì cả. Ở bên Đức chỉ có nhau thôi, thì bởi vì mình quy với buổi tối đêm nào cũng ăn cơm chung với nhau. Không bao giờ cái này mà không ăn. Dạ. Yeah. Ví dụ Karma muốn đi ăn với bạn vẫn ăn cơm với bố mẹ, sau đó lại đi chơi. Mà Karma, wow. Yeah, Karma có nhà riêng ở bên Đức mà. Cái thời đó Karma còn ở thành phố với bố mẹ, thì ở Hamburg Karma vẫn thuê hai em ruột để dọn nhà, để đưa tiền cho nó, đưa tiền nhỏ một chút thôi, nhưng mà thật ra nó chả dọn nhà cái bọn điên ấy. Thế cho như thật ra là mình muốn gặp nó hàng ngày ấy, thì bởi vì bắt nó dọn nhà thì nó kiếm được một chút tiền mà. Bây giờ thì Karma sống ở thành phố khác, ở Frankfurt, mà bố mẹ sống ở Hamburg. Karma vẫn cứ một tháng một lần phải gặp gia đình. Wow. Gia đình cho Karma rất là quan trọng. Cái đó là cái đó hiếm. Vì hai đứa em của Karma nhỏ hơn Karma nhiều không hay là tuổi thôi? Yeah, em gái thì 18 tuổi với em trai 17 tuổi. Là cũng đây gọi là chị hai, nhưng mà hai đứa như là bạn thân của Karma, như là sinh ba luôn. Dạ, Karma cũng từ bé cũng hay phải trông hai đứa đấy, rồi sau đó cảm thấy là Karma giống là mẹ của hai đứa đấy, tại vì bố mẹ hồi xưa cũng phải đi làm nhiều ấy, bây giờ bỏ nó cũng hơi thấy thương. Mày thấy như là tao hồi xưa tao cho mày ăn cơm á. Bây giờ em trai cũng có bạn gái mà, bây giờ nó ra 17 rồi, cái bọn trẻ trâu nó có bạn gái rồi đấy. Bảo là bây giờ tôi phải đi với bạn gái. Chấy cái lúc mà tôi còn thay tã cho mày không biết điều ấy, đi chơi với chị hai còn hơn, nhưng mà bây giờ nó có bạn gái thì... Giống như có hồi xưa chị hai ơi, chị hai đừng có đi, ở đây với em đi. Dạ đúng rồi, bây giờ ngược lại em ở đây, no chị hai, em chị hai nói chuyện nhiều quá. Rất là dễ thương em trai của Karma hồi xưa. Karma hay hồi xưa thích đi party, đi club, đi nhảy nhót ấy. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hằng, tại vì cái lúc đầu mình đi thì rất thích đi ấy. Karma đi cuối tuần nào cũng đi, một tuần đi 2-3 ngày, lúc nào cũng đi ấy. Rồi sau đó em trai cũng buồn đấy. Lúc đó em trai còn 5-6 tuổi, bảo là Karma, chị hai ơi, bảo cái gì? Nếu mà em lớn lên em muốn làm president. Bảo tại sao? Tại vì nếu mà em làm president thì em sẽ đóng cửa tất cả cái club, cái disco, không cho chị hai đi chơi nữa, mà ở nhà với em thôi. Đấy, sau đó mình thấy thương ơi là thương ấy. Tha mà đi không đi nữa, đi kiểu một tháng một lần thôi. Rồi sau đó chưa xong, sau đó cái thằng dở đấy, nó đi với trường học, nó 8 tuổi, nó đi với cái lớp của nó đi kiểu coi như là trẻ con nhảy nhót một ngày buổi đêm ấy. Nó đón nó về, 9 giờ tối đã đón nó về rồi. Nó bảo, nó quay lại, nó bảo bây giờ tôi biết tại sao chị hai thích đi. Nếu mà tao lớn lên tao sẽ uống rượu, ngày nào tao cũng sẽ uống rượu với đi nhảy nhót luôn. Dễ thương lắm. Thì cái lúc đó bây giờ thì nó bảo trời ơi, mấy ngày nữa thì tao 18 tuổi, tao đi club hàng ngày luôn. Tôi bảo nó 18 tuổi đi club được hả? Dạ, 18 tuổi đã đi được rồi. À, bên Mỹ 21 tuổi đúng không? Ở bên Mỹ thì 21 tuổi.
thì 18 tuổi rồi. Với cái club không phải như ở Mỹ đâu. Người ta đi club từ 10 giờ đêm bắt đầu đến 6 giờ sáng. Coi như là công việc luôn đấy. Dạ, nhảy gầy hết cả người luôn. Mày đi đâu vậy? 10 giờ mình đâu đi? Work, where? At the club. Bữa nay làm việc hơi nhiều, từ 10 giờ sáng, 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng. Nhiều đấy, cũng không phải ít đâu đấy. Vui mà. Vui. Wow, 18 tuổi đi mà đi xa ha. Ở Mỹ như thường thường họ đi 10 hay 11 giờ, chừng 2 hay 3 giờ xong họ về, hay là lúc đó người ta đi rồi. Ở đây cũng ở bên Đức cũng có khá mà cũng có nhiều người bạn Mỹ mà, thì sao ra bạn ở Mỹ cũng hay bảo ở đây là rất là crazy, người ta đi club lâu hay là lâu nhưng mà vui. Nhưng mà người Mỹ hay có cái kiểu 4 đến 4 giờ là mệt rồi, rồi sao ra cũng tự động về. Mỗi người Đức kiểu no no. Sao ra ở bên Đức có, không biết ở bên Mỹ có không, là cái morning club là sau khi 6 giờ đóng cửa thì 7 giờ sáng có club bên kia, mỗi từ 7 giờ sáng đến 11 giờ chiều nó vẫn nhảy nhót club kiểu khác. Đó gì hả? Ở đây không có, đây thì buổi tối thôi, hay là như thì weekend thứ bảy chủ nhật thì nó có thôi, thế không người ta mới đi nhiều hơn, mấy ngày khác thì cũng có một ít. Ở Mỹ thì nó club nó nhạc chơi khác hơn, Việt Nam chơi nhạc khác hơn. Ở Mỹ thì như hip hop rap nó cool mà nhảy được, nó có bounce. Khi mà đi club ấy, sao đó bảo là cái lúc đó cứ không phải là cái nhạc của Kham, mà Kham mà đi ra DJ bảo là có thể chơi được Drake không? Biết cái thằng nó nói gì không? Không ai nghe Drake đâu. Không có thể thấy ở Việt Nam nhạc ở club như house thôi. Dạ, như house, dạ. Nhưng mà cái đó thì đâu có nhảy được gì. Mà sao như mấy club ở hip hop night. Nhưng mà Kham mà cũng chưa đi, Kham mà đi high club thì cái lúc đó nó chả chơi hip hop mấy, chỉ có kiểu 100 bài nó chơi một bài hip hop rồi sau đó chỉ có 30 giây thôi các bạn. Không thích đi club, không thích ở đây đâu, không. Tại cũng mấy bạn đi rồi xong mới nói như đi club đây, mày không đứng ra nhảy, rồi nói chuyện với người ta thôi hay người cầm bia thôi. Ở Mỹ thì ngược lại, phải ra có những cái chỗ nhảy, sàn nhảy, cái dance floor để người ta nhảy. Đúng rồi, đúng rồi. Ở Việt Nam thì dance floor không to bằng ở bên nước ngoài. Comedy mỗi hai club nhưng mà cái dance floor không to lắm, chỉ có cái nhiều, nhưng mà nhiều bàn hơn ở bên nước ngoài nhé, là nhiều bàn để uống rượu. Người ta chịu khó uống nhiều hơn. Nói chuyện hơn. Dạ, vì đứng cũng không cần nhảy nhiều. Chứ mình kêu wow, break dance. Người ta không làm. Không, ở bên Việt Nam khác. Với mấy cái đó làm gì mà nói, làm gì vậy không nói. Nó ở mấy vậy nè. Dắt đây. Nếu mà Kham mà nhảy ai cũng nhìn luôn đấy thì thôi kệ, cho người khác nhảy. Tất nhiên là gì, còn ghét nhất là gì? Có thể như thời tiết, cái này cái nọ gì đó, hay là kẹt xe hay là... Không, Kama rất thích kẹt xe, Kama rất thích tại vì kẹt xe nhưng mà cũng có một cái nơi để đi ấy, nhưng mà không có rules, kiểu không có cái luật gì ấy, nhưng mà người ta vẫn có tìm cách để về ấy. Kama rất thích, Kama chỉ có, không phải là ghét, mỗi một cái là người Việt Nam không bao giờ đến đúng giờ. Kama hẹn 7 giờ thì Kama cũng còn 7 giờ kém 10 đến ấy, ra người ta 7 rưỡi vào hê. Mình thì chờ hơn nửa tiếng rồi. Nhưng mà một có khó chịu ấy. Tại vì ở Đức là nếu mà không đến đúng giờ thì coi như là bạn coi thường mình ấy. Nhưng mà Kama phải Kama phải trọng mình. Dạ, nhưng mà Kama phải hiểu ở Việt Nam là chuyện bình thường. Nếu mà hẹn 7 giờ, 7 giờ mới đi, ok, là vẫn đến sớm đấy. Ở Mỹ cũng vậy thôi, giống như cái thiệp mời đám cưới á, nếu mà gửi cho người Việt Nam á, là hẹn 7 giờ, họ 9 giờ mới lại. Đây, thì hôm trước cũng đi đám cưới thì mẹ cũng bảo là mấy giờ bắt đầu, thì Kama cũng bảo ví dụ 7 giờ, bảo ok 7 giờ mới bắt đầu đi tắm, đi làm phấn son. Trời, 7 giờ mà. Trời, 7 giờ ai mà đến. Ok. Thôi, nhưng mà có cái wedding ở Mỹ thì khác như Việt Nam. Không biết ở bên Đức như thế nào, mà ở Mỹ thì giống như họ chừng 7 hay 8 giờ tối họ mới bắt đầu, tại cũng đi làm hết trơn á. Mà ở Việt Nam thì ngược lại, như đám cưới thì giống như là 10 giờ họ lại rồi xong, mà 1 giờ họ xong, họ đi về. Nhanh,
chỉ có ăn thôi sao đó về. Dạ đúng rồi, người Việt Nam là vậy, chỉ có người trẻ ở lại để uống rượu với nhảy nhót ấy. Nhưng mà đám cưới tổ chức buổi trưa không à, không hình như không có tổ chức buổi tối. À thế à? Ở bên Đức cũng có. Nhưng mà khổ người Việt Nam chắc cũng ở riêng ở bên nước ngoài cũng làm nhiều đấy. Thì hay làm việc buổi chủ nhật nhá. Đấy, thứ hai đến thứ bảy hay đi làm. Ở Việt Nam thì kệ, ngày nào cũng làm party được. Miễn có sức nhậu hay ca được rồi, bữa nào cũng có party được. Làm trong cái show đó rồi xong rồi Common có gặp cái người nào mà Common mến nhất không? Có thể là celebrity hay có thể diễn viên hay người này người nọ. Common không muốn nói tiếng, Common cũng xấu hổ. Common gặp nhiều người nổi tiếng rồi đấy. Cực kỳ nổi tiếng, không phải nổi tiếng mà cực kỳ nổi tiếng ấy. Nhưng mà người Việt Nam hay là người nước ngoài hay sao? À, ở Việt Nam. Common gặp ở Việt Nam, ví dụ ở nhà hàng Common gặp người nổi rất là, Common không thể nói tên được, xấu hổ lắm. Common gặp người rất là nổi tiếng luôn. Common không biết, tại vì Common không nghe nhạc Việt Nam. Ở chết, biết ngay là ca sĩ. Ok, không sao. Common không biết cái người đấy là người nổi tiếng thì Common bảo là hi, sau đó người đấy bảo I'm such a big fan, mình hâm mộ Common lắm. Bảo ok, sau đó người đấy bảo là tôi có thể làm kết bạn với Common được không? Thì Common bảo ok, thì yeah, kết bạn ngay đi, tại vì Common không biết tên là gì, ai cũng người Việt Nam tên ai cũng giống nhau ấy. Thì ok, yeah, tại vì Common cứ vui vẻ với mọi người, ai cũng là giống nhau. Nhưng mà nếu mà Common biết đấy là ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, Common bảo yeah, please, nhanh lên làm bài hát chung với nhau đi. Hay là Common xấu hổ quá, về nhà cả nhà bảo là trời ơi, người nổi tiếng như thế mà coi thường, và không, còn vẫn là vui vẻ mà. Nhưng mà người như thế phải là hands down rồi. Thôi như thế cũng là tốt để bảo vệ mình ấy. Khổ quá chết. Vì Common thích như muốn đóng phim hay muốn làm host, mà dẫn chương trình một cái show nào đó, hay là thành viên trong cái show nào đó, hay là muốn làm hay tạo cái show gì đó, hay muốn làm sao, như ước mơ là như thế nào? Làm tất cả. Không, mà muốn làm bước chân vào tất cả, muốn thử tất cả, muốn xem biết. Không, mà hiện giờ thì không có cái gì mà không hiện giờ Khama cũng không nghĩ ra là cái gì mà không thích làm. Khama muốn thử hết, tại vì Khama vẫn còn trẻ. Cái lúc trước khi Khama là bà ngoại thì Khama muốn nói là cái thời đó bà ngoại là ca sĩ và đóng phim và đấy. Khama muốn làm hết, thử hết. Có người nào như họ cũng có tài năng, giống như muốn làm video giống như Khama, muốn làm hài hay muốn làm blog hay cái này cái nọ, nhưng mà họ không tự tin, họ không có ai ủng hộ họ hết, Khama có những lời gì để khuyên họ? Riêng vì làm blog ấy, tự tin hay không, theo Khama cứ làm đi, không cần suy nghĩ, không cần nghĩ là tốt hay là người ta sẽ nghĩ cái gì, hay là ta không đủ đẹp, cứ làm đi. Phải làm với mình, với biết là mình tốt hay là không. Nếu mà mình không làm thì không bao giờ biết được mình hay hay là dở. Nếu mà ví dụ mình làm rồi sao đó không người ta không coi, bless you, người ta không coi hay là sao thì bless you. Mình vẫn give it a try, cái miễn là thử là biết. Đừng bao giờ lo đến người khác nói cái gì, tại vì cuối cùng là người khác không biết mình bằng mình tự cả. Thì bởi vậy cứ làm đi, đừng có lo. Cái người này họ làm video một thời gian rồi, 4-5 năm rồi, nhưng mà không có ai coi hết. Không ai coi. Rồi họ phải làm sao? Họ nên bỏ cuộc hay sao? Tại vì mình làm một thời gian rồi không ai coi hết, rồi không ai chú ý hết, rồi như mình làm. Cái đấy là rất là quan trọng. Cái người đấy đừng bao giờ nghĩ là bởi vì mình không giỏi hay là mình dở hay là cái gì đấy. Cái entertainment business hay là cái social media business ấy là 50% là talent, 50% là hên xui. Có thể 1 triệu người giỏi hơn Khama, đẹp hơn Khama, khôn hơn Khama, nhưng mà không có cái hên như Khama. Đấy, người ta nếu mà làm 3 năm hay là 5 năm cái video không được ấy, thì cũng do là hên xui thôi, không phải là do bạn dở hay là bạn không đủ tự tin hay là không đủ hay. Cái đấy là như là chơi xổ số đấy, là tại cái business đó nó ít người, không có thể. Khama rất muốn ai cũng nổi tiếng, nhưng mà
cũng phải là hên xui thôi. Tại vì nếu mà mình đủ hên thì mình cũng lên được. Không phải là tại vì mình giỏi đâu. Thật sự Khama không giỏi cực kỳ. Nói tiếng Việt thì cũng đâu có đủ dành. Có nhiều người còn nói giỏi hơn. Nhưng mà Khama có, phải có duyên với hên thôi. Mấy người coi video này họ muốn theo dõi Khama trên mạng xã hội rồi phải theo dõi như thế nào? Follow Britannia Khama hay là trên Facebook, Facebook, Instagram, YouTube, Uplive. Nếu mà muốn nói chuyện tâm sự thì Uplive. Cảm ơn Khama đã nói chuyện với Hiếu. Cảm ơn bạn coi video của mình. Thank you Hiếu. Khama cũng là fan của Hiếu rồi. Thì lúc đó Khama không thích làm interview đâu. Khama chỉ có chọn cái người hay nhất để Khama làm interview. Hay là phải đưa Khama một cái giá tiền rất là cao. Nhưng mà Khama thấy Hiếu rất là hay, cũng vui vẻ, cũng giống coi như là my brother. Tại vì Hiếu cũng present cái tiếng Việt mà từ nước ngoài đấy. Khama rất hâm mộ master Hiếu rồi. Hands down for you. So cảm ơn rất nhiều nhé.